Thế là gọi hồn gọi vía cho cháu khỏi khóc mọi người. Đây, chú làm xong rồi. Cô ơi, đây là cái gì đấy cô? Vâng. Cá bướm. Cái gì ạ? Cá bướm. Cá bướm ạ. Thế cá này ở suối mình hay là cô lấy ở đâu? Đây suối làm gì có, đây lấy từ sông từ biển đấy. À, thì... đi buôn đi bán, là bán mình lấy chứ. À, lại phải dùng cá này ạ? Ừ, cá này. Nhưng mà cá khác có được không? Có. Cá thì cũng được, cá trôi ở mình nuôi ao cũng được, và cá to mình nuôi ở ao cũng được. À vâng. Nhưng mà mình không có ao thì tiện thể mình đi chợ thì mình mua cá này cũng được. À vâng vâng. Đây là người ta gọi là kiểu cá mắm ấy. Vâng. À. Nhưng mà là loại cá bướm ấy. À đấy. Thôi cháu là phải cá gọi là cá gì nhỉ? Cá chép à? Chép để xong nướng gọi kẹp nướng. Cô có cho gì thêm vào nữa không cô? Có cho nước mắm, cho ớt nữa chứ. Wow. Cho cái cay ăn nó mới có rau vị chứ. Nếu mình có rau thơm thì mình cho rau thơm nữa. Nhưng có rau thơm, cho rau thơm thì ngon hơn đó. Con đi chợ là nhà thì chưa có đất mà làm rau con cũng hơi quen đi một tí. Thế nên mình có cho hạt dổi vào không cô? Có chứ, à, có hạt tiêu nữa chứ. Hạt dổi là còn hạt tiêu nữa. Có hạt tiêu, hạt dổi. Mình có hạt tiêu thì thôi hạt dổi, mà mình không có hạt tiêu thì cho hạt dổi để nó thơm. Vâng. Thế bây giờ nó mừng năm mới bên kia, nó mừng lại với bây giờ bên của em là nó lại mừng có đi có lại, có đi có lại, nông thôn là có đi có lại. Đây là mừng cái này thế, mừng bên chồng là bên chồng là phải mừng lại bên vợ, có đi có lại năm mới. Vâng, vâng. Làm ít thì được nhiều. Nhưng mà cháu thấy là các bác gái các cô đều biết uống rượu. Xin chào tất cả các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại xóm Chiến, xã Vân Sơn, Tân Lạc, Hòa Bình. Và cái xe của mình thì mình vừa gửi ở ngoài này, đấy, gần hai cái xe dựng trước cửa đấy. Mình sẽ đi bộ đi vào trong làng. Ở đây mình quan sát thấy khá là nhiều nhà sàn. Ở đây có một nhà sàn này, ở đây nhà sàn này. Đấy, bên này cũng có một nhà sàn nữa, cũng rất là đẹp, ở sát ngay bờ suối. Đây là đường chính đi vào làng này. Theo cô đang làm vườn à? Vâng. Cô trồng rau gì đấy, rau cải đấy à cô? Trồng rau cải nhưng mà già rồi, trồng... Bây giờ mình chặt đi à?
chặt ra đi. À, cái này là nó bắt đầu có hạt đấy cô nhỉ? Có hạt, rau cải thời xưa đấy. À, rau cải thời xưa. Vâng. Cái hạt này mình gieo được chưa? Hãy chờ nó chín ạ. Còn phải phơi nắng. À, cô chặt ra cô phơi nắng không bao giờ mới gieo được ạ? Cải này là cải ngày xưa đấy ạ? À? Cháu là đi nhà văn, nhà báo ạ? À? Cháu đi chơi. À, cái cây còn lá kia đúng không ạ? Vâng. À, cải này là nó cay cay hả cô? Ngon nhưng mà. Không ngọt ạ? À? Ừ, rau cải ăn mái. À. Còn là rau này mà. À. Vâng. Cái này nó cao nhỉ cô nhỉ? Cái này là mình không ăn hết là nó mọc lên cao như này hả cô? Cái này phải để giống chứ. À, để giống à? Cô để giống à? Ừ, để giống chứ. À. Phải để giống nó mới cao như thế này chứ. À, vâng. À, cô định gieo trên này nữa hả cô? Ừ, gieo. Ô, cái đất này sao nó lại màu đen đen này cô nhỉ? Đất này là đất màu đen đen như thế này. Có nơi thì màu đỏ, có nơi thì màu đen. À. Cái này có tốt không cô? Tốt chứ. À, đất này tốt ạ. Đất màu đen hay tốt hơn? À vâng. Đất màu. Ôi sao này lại màu đen nhỉ? Kiểu như có một mỏ than ấy. Ừ. Đấy. Thế này cô gieo chưa? Đây là trồng ngô rồi. À, cô trồng ngô rồi à? Vâng. À. À, nhà cô trồng cả cam hay là quýt đấy nhỉ? Nhà vườn nhà trên này quýt. Là quýt à? Quýt. À. Đây là quýt hôi đấy. Sao lại quýt hôi ạ? Quýt hôi. Giống như là nhỏ nhỏ đấy hả cô? Ừ, quýt nhỏ. Nhỏ nhỏ đấy. À. Phải quýt ăn ngọt ngọt đấy à? Chua đấy. Chua à? Chua. Ăn thử xem. Ăn thử xem. Dạ thôi. Đây này không lo. Chua dạ. Mà. À, vâng. Lên xem vườn. Thôi cháu hỏi thôi. Ơ, ra tá cái nia đây. Thế tá cái nia đây. Vâng, cháu cảm ơn nhá. Vâng. Cháu đi chơi đấy ạ. Chào chú nha. Vâng, chào cô ạ. Cô đi ra vườn à? Cô đi ra vườn. Cô hái cái gì đấy cô? Cô hái ít cỏ thôi. Sao lại hái cỏ? Hái cỏ thì làm một ít công việc trên nhà mà. À, à. Vâng. À rồi. Thì những người vẩy nước thánh các thứ đấy á? Vâng. Cô mới lên à? Vâng, vâng. Ơi sao cô không lấy cái lá cây này này? Hay là phải dùng cỏ ạ? Cỏ nào cũng được hay là phải cỏ đặc biệt của nó luôn ạ? Không, nó mỗi một kiểu nó một cái cỏ đấy ạ. Nay nhà mình làm gì được cô? Nay nhà mình kiểu làm ra năm ấy. À, khai xuân khai hạ đấy á? Khai xuân khai hạ chứ mình lấy lộc làm cá ấy. À. Nhưng mà nó có trẻ con mới sinh thì làm. À, làm luôn à? À, cháu dưới Lương Sơn ạ. Lương Sơn ạ? Vâng. Cô biết bên dưới đấy không? Lương Sơn á? Vâng. Có. Đấy, dưới Lương Sơn. Có. Làng mình đẹp nhỉ? Nhà nào cũng có nhà sàn này. Ngoại cô đi qua mấy chuyến. À, cô ở đâu? Cô quê ngoại cô ở Lung Bân nhưng cô về lấy chồng nhà cô ở đây. Còn ngoại cô là đi vào trong miền Nam làm ăn. À. Cô đi vào trong kia. Vào trong kia là có đi qua Lương Sơn đúng không ạ? Ừ, phải đi qua Lương Sơn đấy. À. Bây giờ nó đi đường này nó đi qua Lương Sơn đấy. Như ngày trước nó đi qua Hà Nội. À, vâng. Qua Hà Nội là qua xuống cái gì nhỉ? Nhưng mà bây giờ nó lại đi Lương Sơn. Xe nó lại chạy về Lương Sơn, đi Lương Sơn đấy. Vâng, vâng. Nhà cô ở đâu? Nhà cô ở đây. Nhà cô ở đây à? Nhà cô xấu lắm. Cho vào tham quan được không? Có. À, được ạ. Tham quan nhà cô chả có gì. Dạ, nhà sàn đẹp rồi ạ. Nhà sàn. À, nhà mình đang làm việc. Chú, hôm nay chú lên trên kia là được quay video người ta. Hôm nay ở làng đây là đá bóng này. Hôm nay ở làng đây nó thịt bò. À. Nhà nào có mấy người là ở trên kia ăn. Bây giờ họ đang ở trên kia đang làm ăn. À. Đang lên trên kia ăn. Đấy. À, đang lên chú kia. Lên trên kia mà trải nghiệm nhá. Có xa đây không hả cô? Không, không. Lên đây một tí trên nhà văn hóa đấy. À, vâng, vâng. Tức là họ đang ăn trên đấy à? Ừ, họ làm cơm ăn ở trên đấy. Thịt bò hôm nay nó ăn nó nhảy nhót này. 17 xóm nó tổ chức ra. Đá bóng nó có giải. Cháu nghe nói là được giải nhất đúng không? Đấy, hôm nay cháu gửi xe dưới kia là thấy
Các cô bảo là được giải nhất mà. Đấy, được giải nhất đây, hôm nay được giải nhất, hôm nay ở xóm ở đây là nhà nào có mấy người là đi ăn mấy người. Giải mấy, được giải mấy triệu mà ăn to thế hả cô? Không biết thì chắc mổ là cả bò cơ đấy. 1-2 triệu ở đây nó góp góp tiền. À góp thêm mà để góp thêm mỗi một người là 50.000. À. Góp thêm nhà nào nhiều đi ăn nhiều, nhà nào ít đi ăn ít, nhưng mà nhà mình hôm nay 5 người nhưng mình chỉ đi ăn một người thôi. Vì nhà mình nó có việc là đi ăn một người cho thằng cu đi ăn. À đấy. Nhá. Thế cháu lên tham quan một tí được không? Vâng. Đây là nhà cô đấy, nhà cô đấy. Nhà cô đất có rộng không cô? Không, nhà cô đất chỉ có bằng này thôi. À, chỉ có bằng này thôi ạ. Chẳng. Ở đây cũng san sát nhau nhỉ? Đấy, san nhau chứ, trên kia còn sát hơn. À, đây là người Mường đúng không ạ? Người Mường. Nhà cô là người Mường. Chào chú ạ. Nhà cô là người Mường đấy. À vâng. Cháu với nhau như vậy chứ? Vâng, vâng. Chào chú ạ. Chú ơi, cháu lên tham quan được không? Vâng. Được ạ. Được. Vâng. Chào ông ạ. Hôm nay nhà mình đang làm lễ. Dạ vâng. Chào nhá. Vâng. Hôm nay làm năm mới. Sang năm ở trên phong tục trên này nó làm coi như là mát nhà. À mát nhà. Làm khai xuân. À nhà mình có em bé. Em bé. Cháu hôm nay cháu mới lên lần đầu ạ. Cháu lên lần đầu ạ. Vâng. Ngồi xuống đây, ngồi xuống nước nữa. Xong là hôm qua là chung kết thì xóm này nó đạt giải nhất vô địch 2 năm liền. À, thế là cũng được. Thế là phong trào đá bóng ở đây mạnh phết đấy chú nhỉ. Coi như là hôm nay là cả xóm là tổ chức động viên các cầu thủ. Thế là chú đang cắt cái giấy tượng trưng cho cái tiền của người âm. sao mình không mua cái tiền âm phủ đấy? À không được ạ. Lơ ra mở e ải quần chú bà mang ra mà nhìn ta mua nhìn nè. À ở đây là cái phong tục truyền thống của người Mường. Đây là ở gia đình gốc, ở với ông bà mới làm những cái thủ tục như này. Đấy, trên nông thôn này nó thế này đấy cháu ạ. Chỗ cháu cũng thế mà. Chú ơi, thường là mình làm này là thì nhà chú làm mấy mâm?
Nhà chú làm mấy mâm cái việc như này? 4 mâm. 4 mâm. Chú làm 4 mâm. Tức là cũng có họ hàng rồi nhỉ? À, 4 mâm ăn cơm cái gì? Vâng. À không, mâm ăn cơm rồi ạ. Ăn cơm thì hôm nay nó không có việc của xóm thì nó đông. À thế ạ. 4-5 mâm nhưng mà nó có việc của xóm thì nó chắc chắn là đi 1-2 mâm thôi. À vâng. Thế bình thường là cũng có họ hàng... anh em họ hàng nó đến mà. Khi thầy làm lễ xong thì cái này là thầy đem về nhà. Bảo thầy đấy, em bảo như thầy ở cái này đấy. À. Sẽ có bao nhiêu bát cơm xung quanh đấy ạ? 17 bát. Tùy theo ạ. Thầy 15 bát, cái thầy 14 bát. À thế. À cái thầy 13 bát. À vâng. Đây là xôi chú. Xôi. Cô ơi, đây là cái gì đấy cô? Đây á. Vâng. Cá bướm. Cá gì ạ? Cá bướm. Cá bướm ạ. Người ta thường gọi là cá bướm. Thế cá này ở suối mình hay là cô lấy ở đâu? Đây suối làm gì có, đây lấy từ sông từ biển đấy. À, thì... đi buôn đi bán mình lấy chứ. À, lại phải dùng cá này ạ? Ừ, cá này. Nhưng mà cá khác có được không? Có. Cá khác thì cũng được, cá trôi ở mình nuôi ao cũng được, và cá do mình nuôi ở ao cũng được. À vâng. Nhưng mà mình không có ao thì tiện thể mình đi chợ thì mình mua cá này cũng được. À vâng vâng. Đây là người ta gọi là kiểu như là cá mắm ấy. Vâng. À. Nhưng mà là loại cá bướm ấy. À đấy. Thôi cháu là phải cá gọi là cá gì nhỉ? Cá chép à? Chép để xong nướng gọi kẹp nướng. Xong mới làm lễ. Đấy. Ở đây nó thiếu mỗi chỗ một khác. Vâng. Nó cũng hướng ở đây nó đi chợ nó mua xong về mình cho vào cái nồi mình qua lên bếp một tí. Cái này là đồ lên rồi. Đồ lên đây mình qua lên bếp một tí xong bắt đầu là mình làm việc mình dọn ra thì kiểu là người Mường thường là một lá là mấy quan mình bỏ riêng như thế này thôi. Vâng, vâng. Đấy, nó tùy theo mâm, có mâm thì 4-5 lá, có mâm thì 3-4 lá. Ừ. Như nhà cô nó này chỉ như thế này thôi. Vâng. Cái này mình bày bao nhiêu con trong một cái mâm này hay là mình thích bày bao nhiêu thì bày ạ? Không. Nó phải lẻ đấy. 3, 5, 7, 9. Có nhiều đâu. Chỉ có 7 với 5, 3, 9. À thế đấy là tùy. Tùy ở tính. Đây là lẻ. Có chú đây chỉ có lẻ là chỉ có 3 như thế này thôi. À vâng. Đấy. Mà mình cho nhiều thì lại 5. Không bao giờ nó đi chặt đâu. Chỉ có đi lẻ. Lẻ, chỉ có lẻ nữa. Hay nhỉ. Đơn giản như thế này thôi. Không, cái này cũng đặc biệt đấy ạ. Này cũng cháu mới thấy đấy. Kiểu như là mỗi muốn ăn là ăn đấy xong. Thế những cái gói nhỏ nhỏ là gói gì đấy ạ? Đây là cơm. Cơm ạ? Ừ, đây là cơm. Thường nó cũng phải có cơm đi đôi với cá mà. À vâng. Cái miệng đuổi chẳng nhà cái chẳng lại ăn thì còn con ăn ổn còn ta ăn ngoài chân đi tí xa từ. Trừ nào khác với ăn thì xa là cũng bao.
Chưa môn tỉnh hôm mà thời môn các bằng đường hùng vẻ ra thời kế án kỳ tạc hay khả ra thời chân quật cho ná án. Cô ngà đác thì đác hay chân quật cho ná án. Nhưng như cái bài cái ấy cứng đặt kỳ quật cho phần thông khẳng an thông ca kê má bằng đường thông kiểu ra thời mồng một phòng ngoài măng tay phái xin ra thời mồng một lên. Bằng ngào hô kỳ lâm bằng lỡ đạo đi ở kỳ hù mê đô hô bác cư trầm nôn lai đại trầm bằng đi nôn như cử giá công hôn của năm phủ quê vừa chương quê hoặc là phòng phòng gian tăng còn phở lê kế kéo tăng thuốc bằng đi phơ phơ tăng ngợi bằng hà đi ngơ kia lọ ra để hù mê đô hô bác kỳ trà phòng kỳ này có phong này có phong tơm chưa nhà phú nhá lươi từ khơi từ ngươi từ nhá má bảo là phòng phòng y kinh tân nọ phòng hồ hề nhớ hồ hồ ba bằng đi hồ sang đâm mô cổ mai tăng hãy cầm tay bên kia ra tay đâm tay chú tiếng nhắc thì cho phần ly ra để chú ý thần vua công chủ khả tả ước công chủ thì cũng thế kiểu chủ to na ăn lộp mừng lên ăn lá cũng chung vào vương công chủ khả tả ra thời chú to đó đúng chính cảm ơn ngay cả môn mát với cả môn bộ ra thời hủy mê đô lúc lang áp bạc bằng riêng phái cái bán nang la phòng ao đang nga la thư ba bà bốn 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 bà ba một bằng tuổi tuổi dễ thân đi ngô thì chủ ngô chung chân thân vô phúc vô mát bà mờ chim thẳng dung quân vanh cha má căng hiệu càng tầng tâm hát văn bà mờ phải hai hái xuống cầu lưới tới đâu mặc đi tiêu trước chân trời ơi chủ để quân chân ta lao la cầu đi lưới lưới chân bà mê ăn cư lưới chân kinh ta lưới chân bà mê ăn cư lưới chân bà mê kìa đình lượng nhạc là kỳ xa cá an nạc bằng đêm giá chung để thế âm nạc bằng tài chùa mờ tôn đêm nhạc ở chung cho quán ra thời thế âm quán mạc cùng cha mối mũi ra thời hư mê chẳng nằm bao hốc bao lũ quân lũ mọi tiên tạc bằng đêm xa cá an nạc cả chô mà tìm phù tìm mi tìm ta tìm nha tìm ham ra thời hư mười lũ mong nhố còn ngoài ta cái chỉ mê đủ cả giờ lưu tìm ngơ chúng ta cùng nhờ lê chung tiền dân cô lao ao chối chủ lê tiền dân cô cái phương tham đừng chung 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 ở chân đẹp lò hố ấy tăng năm lỗ còn ngoài chi tăng đường đi cá ấy tăng đồng tái chi đi chỉ ra tới mấy lỗ cả chi đi ngơ qua cho nhạc màu đi ham để không đi nhạc cho chi chút cho quan đa từ quan lê ấy cả lỗ có chi đi ngơ mu một người có vay chi na kháng bằng điểm ngôi này đã tới đấy là lỗ kinh po lo hướng ra tới có chưa? Thì giả nó con cá đi, quấy 400 con đi. 400 con mấy cam đi? Ăn là phụ bằng chục con như là. Ăn tiệc ăn bạc gì tài vai chạm ra thì biết chuyện cơ mượn đó thì hao ăn họ gì như cái gì thế ăn mò chuồng mò quan nước thành muốn tiếng nhà cha muốn tiếng thì tiếng đáp dắt tay lui xuống đó của muốn chi con được con tiếng bạch chặt là con sàn thế giờ mang đi con này tiêm cho đi tiêm thì vừa là hãy cười tiêm nhắm tiêm bảy mắt không biết đâu nó cười tiêm rồi tô là thế này phải tiêm gì bu hết anh ơi tiêm tô là ơ ơ nó hồng rồi cái khoản đi khoan khoan chết được cho bác quấy nhung tháng này sao này có giường bò cái bữa á lúc nãy giòn già vào cái áo lấy cơm lên cái chỗ nó chẳng phải con nói hùng tôi nhẹ mà giờ lên lên cái áo lên nè áo
Có cái tao yêu nên thế, cái giò này là của chú à hay là của gia đình ạ? Đấy á. Vâng ạ. Cái này của gia đình chứ. À. Thế thường mình đựng cái gì đấy chú? Mà nhỏ nhỏ thế này. Cái đây á. Vâng. Cái đây nhá. Nếu mà cháu này sinh ra sau này một tí nữa là muốn lên nhà bên nội á thì phải luộc một tí hai quả trứng vào chỗ này. Đấy. À. Một tí cơm, một tí muối. Thì mình mang đi theo để cái bía nó đi theo cái giỏ này. À. Nó ngủ lên đấy. À thế ạ. À, cái xong cái đến từ nhà ông nội kia nó muốn về nhà ông ngoại, bên ông ngoại nó cũng thế, cũng luộc được hai quả trứng một tí cơm nó cũng đem một cái này để mang đi theo à, cháu nó khỏi vất bía giữa đường đúng không ạ? À, đi đến đâu về đến đấy. Chúng cháu chỉ chấm cái nhọ nồi vào chán thôi. Ở đây cũng có. Có không ạ? Có. Vẫn có nhọ nồi ngay ở chỗ chán này đi. Vâng. Nhưng mà kiểu như là các cháu thì muốn đấy là muốn đảm bảo hơn nữa thì đấy vâng, cơm vâng. Với trứng ở chỗ này. À cơm trứng cho đấy. Đấy nên nó lại như thế là khổ quá thì các cụ ấy chưa chả biết ai nữa. Cụ kẻ đất để nước ra mà ai mà làm cái này đúng rồi là không phục thì là vâng. Tức là hiện tại mình đang đi theo chú để làm cái lễ gọi hồn vía cho cháu ấy. Cháu hôm trước là đi xa, thế là về cháu nó khóc nhiều về đêm ấy. Thường thì như thế thì ở đây sẽ làm thấy. Đầm mà loài hàng phiền chiều đó, thời bong tròn cồng chay bong mày cấy má bong phá cả đường bong tưởng quay mò bong nó quay nét đó, thời thì tìm người thăng biệt ná phớ ti. Tiêm bằng đình thì suốt mày hay khả ti mày chẳng đố hay khả lai đó, thời đố phù hư chẳng lai cùng quay chẳng quỷ đố có phù chủ bằng đình mê ỉ đó, thời đố cùng bằng phô à chấm trao. Làng khớm lao ngày hay măng phô quê à, châm chói hói à, châm chất ẩn ngày hang khẳng chốt măng đình ngày lệnh đời ma mò phú mò cấy qua mê trà. Không bà khả măng trà cá ngã bà tảng đã thời kỳ đền chứa cãi làng loạn cửa toàn lê tỉnh mê trà hốt mù tế lai hốt oai tế hủy chẳng đắm bầu hốt hó hốt luôn. Chuồng mời xuống hốt bữa chín chẳng tất thì liền mượn chẳng tình tử. Tình nuôi bằng đình hốt xuống bằng nụ còn ngoài tay thấy tìm hết cũng mờ ngoài tìm tầm đầm mờ ngoài thì đình tìm chiều dịp xuống kha ạc nỉ bằng hốt nê dơ măng dở lão nguyên. Ở mạc lửa trần luôn lai đại trần bằng đình luôn nguyên đã thùy phứa giá cùng hôm nông cùng phử bừng trừ quý liền lân còn cần dân. Của bò cải qua tả nhột lên ngoài tay vẽ chìm mê huyện ước điện trần nha phản chan nha phụ nhập người tìm tự tiến người quỳ dâu ma đố trì đình mằng hốt khảo lai mằng nhảy phê chìm miệng hà hoa quỷ đó từ ba đố quỷ ước liền trần nhà phản tình can nhà phụt nhà người tìm tử tiếng người quỳ dân mai dán tờ xuống muốn chân xa cỏ ra chân ti quỷ ước liền tất phủ mằng điền mừng mê phủ mê mu mệnh sinh tế ngày tế kháng sinh đó thời xuống xeo chi điền ngư dân hào khác tạp dân tàng phương còn phiền quý mường còn phiền tính máng cò ảnh tình tuổi mới hố gà xuống thì xeo cửa ta thay cái thay ta thủng chung chủng cờ nắp tắp cặp phía chủng kế cờ nông chủng cùng về mỏ quế quay ép mới xuống thì xeo chi điền kế quần quanh chạc mát cần chiều cần tầm đầm lầm pa mưa phải hai mươi hái xuống trung quyền quyền chuyển kế quyền chỉ điền hơi chở po phẩm phang bao gai ba làng là po mang điền đóng đoạt doách tính chữ nỉ nỉ đố có dệt xuống khá ảo ra thời trao cường trao kèn thì sao hốt bằng bằng lai hốt quay về đố bằng nguyện hiểu bằng chi điền ngờ phụ chủ bằng điền mê ý nguyện sau mò sau phương nó thời nguyện tiếng tuôn tiếng nhà đế ảnh tàu hứa gì chúng ta anh thường chúng ta anh thường nghe cả thế rồi chấp năm tiền năm tiền bà hà chiếc đã cầm nồng và hứa anh thường chúng ta ủ pha phiên lặng thì mai đố còn quật bò phủ bò cải qua mới vào ly là cú qua chạy là thế là gọi hồn gọi vía cho cháu khỏi khóc mọi người ạ. Thế chú làm xong rồi. Thế hôm nay nóng thế nhỏ, hôm nay nóng đấy. Nhà rồi, bố em nào chưa? Nhà thế hả? Nhà rồi. Ông nào thì hốt bữa chớ rồi ngay trước thì có tô nên là hốt bên cứ nhau ấy. Nhà cả nhà. Ừ. Nhà nào ông 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 nào ông
Tức là khi xong là cho cháu ăn mới đuổi mấy cái cơm đấy. Ăn đi 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 đi. Mà là xin nhận cả. Ừ, làm cả cho mua đi. Làm cả con người mua ơi, cho khưởng đi đi, cho mua đi, mày cho ra hàng đi. Các họ lau, thấy họ mua cái gì đấy. Mua cơm đấy. Đây cô đang làm muối chấm để chấm gà đúng không ạ? Cô có cho gì thêm vào nữa không cô? Có cho nước mắm, cho ớt nữa chứ. Vâng. Cho cái cay ăn nó mới có gia vị chứ. Nếu mình có rau thơm thì mình cho rau thơm nữa, nhưng mà có rau thơm cho rau thơm thì ngon hơn nữa. Con đi chợ là nhà thì chưa có đất mà làm rau con cũng hơi quên đi một tí. Cái này mình có cho hạt dổi vào không cô? Có chứ, à, có hạt tiêu nữa chứ. Hạt dổi là con hạt tiêu nữa. Có hạt tiêu, hạt dổi. Ừ. Mình có hạt tiêu thì thôi hạt dổi, mà mình không có hạt tiêu thì cho hạt dổi để nó thơm. Vâng. Món đi có là nên chứ nó tiêu chưa. Là một cái món ăn tinh thần người Mường là đơn giản như thế này đấy cháu ạ. Ôi, cái này mới ngon, dân dã này ngon. Đơn giản, quá đơn giản. Dạ ạ. Cái tiêu là mình xay rồi cô? Xay rồi, đây là mình có xay xong đấy. Cháu có thể tuôn nhà nó ăn nó lên ớt này. À, đây là ớt ngâm đấy à cô? Ớt ngâm măng à? Ngâm măng với tỏi, nước mắm. Dập quẹ rồi muối. Muối, nước trắng mình cho vào. À vâng. Đấy. Nó mới thơm. Đây anh Hạ, anh là chưa? Mà anh là lấy về nó bẻ đi, nguyên bánh ăn nó phàm đấy. Thì nào? Ăn nó bánh tổ. Nó bánh tổ, nó bánh tương ấy. Dạ. Đấy. Cái đầu cô anh này đứa. Hả? Chú ơi, cái mình treo cái này để làm gì hả chú? Măng màn. À, măng màn à? Ừ, cái dây để măng màn thôi. Có con ốc rồi này. Ừ, con ốc. Là cái dây để măng màn. Tôi tưởng làm bùa gì. À, đây chú treo cái con ốc này, ốc đá nhá, để làm dây mắc màn thôi. À, các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt ở xóm Chiến, và may mắn cho mình là hôm nay được vào tham quan nhà cô chú, và cũng có duyên vì nhà chú cũng đang làm cái lễ người Mường gọi là lễ mát nhà mọi người nhé. Lễ mát nhà tức là cái này là cầu mong cho cả năm đi làm ăn này, sức khỏe này, con người này lúc nào cũng tốt đẹp. Và hiện tại thì đến bữa cơm rồi, thì mình sẽ cùng ăn cơm với cô chú gia đình. Bây giờ xin mời các bạn sang mâm xem trong mâm hôm nay chúng ta có những cái món gì nhé. Cháu xin phép quay một số món ở trong mâm này. Quay đi. Trong này sẽ có món chính là món thịt gà và vịt này, để hôm nay làm lễ đấy. Thứ hai là cá này. Cá này là cá bướm. Lúc nãy nghe cô bảo là cá bướm này. Còn kia là bát muối chấm. Cô nghiền từ cái tiết của con gà đấy không? Xong bắt đầu cho thêm hạt dổi này. Hạt tiêu này. Và xôi. Nhưng mà bây giờ ở đây cũng thiếu cái rau thơm gì nhá. Không có rau thơm này. Nó qua vụ rồi. Đấy, chú sẽ múc một ít nước canh vào cái bát muối chấm cho nó dễ. Nước chấm. Đây là măng bầu nhá. Măng đắng. Dưới
dưới cháu không biết là có hay không. Đây là măng đắng. Măng đắng nó măng cái măng này nó còn. Cái này có phải măng lành hành không ạ? Không. Không, cái này măng bầu nhưng mà măng bầu là đắng loại đắng ấy. À là nó măng. Hai loại măng. Loại măng to to đấy ạ. Ừ. À măng vầu ạ. Măng vầu. Nó không phải bầu là lành hành. Không phải bầu lành hành. Gọi là người mừng trộm chúng tôi gọi là cái đây là măng đắng. Măng đắng. Măng đắng. Chỗ bọn cháu gọi măng đắng là măng lành hành đấy. Còn măng vầu to to là sẽ mua ở đâu về đấy. Ở chỗ bọn cháu không có cái măng to đấy. Măng nó hai loại bỏ mà, bỏ đỏ chiều tí chiều chú cháu mình đi mình chú chỉ cho. Cháu. Măng lành hành là như thế này, là như thế này, một cái măng đắng này như thế này. Măng lành hành thì cháu biết là cái măng của đắng nó rồi, cây biết cây của nó rồi. Măng này mà nó mọc cao lên bằng bằng thước tay này nó đắng luôn. Đấy. Nhưng mà cái nào mà cái đầu của nó mà mới nhú nhú lên khỏi mặt đất tí là không đắng đâu. Thường gọi là rau trường nhưng mà người xưa không biết là gọi là gì, gọi là rau đắng. Thì cháu xin một cái lá cho nhấm thử xem nào. Ừ. Xem là có đắng đắng như là cháu xin một cái lá nhé. Đắng chứ. Cái này là mình rồng ở vườn hả cô? Vườn đấy, ở đây đấy. Mình phải rồng mới có không thì hiếm lắm. Thế là làm cái cô gọi là mà lá đắng ạ. Lá đắng. Lá đắng. Đây đắng. Gọi là ở mình đây thử, thử một chút gọi là tắc chuồng. Xem nào. Đấy. Nói cho nó gió là như thế, đây là gọi là tắc chuồng. Ui đắng. Đắng đắng thật. Đắng đấy. Đắng. Đắng nhưng mà đắng ngon ngọt đấy. Cháu cứ ngấm cho xem mà đắng ngọt hết. Không phải đắng cay gắt gì đâu. Cái này là mình hấp lên rồi à cô? Ừ, hấp rồi. Cái này là đồ lên rồi, chín rồi, kể cả mình ăn rau sống cũng được. Cháu thích ăn rau sống thì nữa, cô xuống đây cô hái cho. Dạ thôi thế này quá được rồi. Lại phiền cô đi hái rau nữa. Đây. Thôi mà ăn thử cái lá đấy cũng rất là đắng đấy. Nếu mà bạn nào không quen ăn đắng thì có vẻ là không phù hợp với bạn ấy đâu. Thì trong này sẽ có hai cái món đắng như mọi người bảo là sẽ có món măng đắng này, món lá đắng này. Lá đắng này là mình ăn mình có chấm gì không cô hay là mình ghém với loại? Thường là mình ăn với măng chua ấy. Ăn với măng chua, cái lá này là phải vị nước. Nhưng mà thôi nhà mình cũng có măng chua mà cô muộn rồi cô không còn nấu được nữa. Nếu mà cô nấu sao lá đắng như này mọi người lại ăn vậy? Ăn cái loại này là chứa được dây dày này. À nó phải à. Lá này cháu đang hỏi đấy. Chắc nó không phải có tác dụng chữa bệnh hay là dây dày này. Hay là một cái bệnh nào đấy mọi người mới ăn. Đấy lá này ấy. Cái loại này nó là một dạ vâng, cháu xin nhá. Cháu dịch lên tí. Dạ vâng. Cháu đang sợ ngồi vào cái cửa sổ. Không lo đâu. Con chiều mặn chị chứ chứ. Thôi sang đi, sang ngồi cơm đi. Sang hết cho, món nào cũng đủ hết cho. Chú rau. Đây rau cỏ đây hết rồi, muộn rồi. Này đi. Cơm đi. Cháu mời hai cô, hai bác sang ăn cơm ạ. Đây à. Có con này em. Cái nổ này nó vui và nó nằm mới. Ăn mãi mê đi. Thật chơi mấy cái nhiều việc nó mang hay nó hơi đi đi. Nó mãi nằm mê cho mình đi thôi, mình ra phương bởi nhung nhạc đấy. Ừ, có cái gì cho năng này. Thật nổ bè nằm cu qua xa mua nằm mới cho năng hào ăn xa la đi. Giấy thì hết cây sậu cây xa thì cho năng nó thế này. Chừng. Cùng hôm cũng khu lưỡi đây. Phát cái khăn mình tìm kia bằng cái mê người mặt đây đây. Để ăn cái lê. Các vừa có cái bằng cơm. Tiết tác cái là chu triển để tổ kiểm thế nào. Chỉ mang đây mình đi. Mang đi thấy nó khó. Thấy nó mê quên đây là. Mãi là mê là không được khôn. Nên là ăn mãi mê. Ăn mua nó mãi. Đuổi xuống nhà là nghe. Các vừa mà nhồng nhà mà bác. Nó là gì đây. Đúng rồi là hết sức thông cảm thôi. Uống lên. Kiểm rồi đó. Như thế này cái nồi nó đình đình phái nhưng mà thôi. Anh mang chúng nhắm nghi những nồi nó tận uống những nồi này. Hết sức thông cảm thôi để uống lên. Ăn cháo ra đây các bạn cùng ăn. Ông này không lấy cái thừa xin cho một món này. Thôi. Chúc mừng nha. Không lấy cái thừa xin để chúa cho một món. Cháu mời hai bác sang cơm ạ. Em ơi sang cơm này. Mời lên mời. Mời lên mời. Đi xe máy. Chú đi xe máy không mà. Vâng, cháu mời hai bác nhá. Cháu mời hai bác nhá. Cảm ơn mấy ngày kia, quan tâm việc quê kia, mang đi cho tay mình mang đi. Cảm ơn đâu, cảm ơn đâu. Sao làm mới có sức khỏe mới đâu. Ăn được sao ra đây nữa. Nó là ứng mang thì thôi cảm ơn. Bác thân là cháu ơi. Mời ăn đi. Tôi xin mời nhé cháu nhé. Vâng, cháu mời sữa đâu nhá. Bác lại con. Sai rồi sữa. Uống cạn nhá. Trên này ai cũng uống được rượu à? Đây có người uống khỏe phết chứ, con gái à. Nhưng mà cháu mời à. Con bác, cô, chú, mời em.
Con gái Mường Trộm này cũng biết uống rượu, mà con gái ở Thanh Hóa ở gần đây còn uống nhiều hơn con nhiều gái Mường Trộm. Em trước lúc này nữa em em lắm. Xong rồi có vị hậu ngọt. Đấy, hậu ngọt. Cái chín đây là chanh nhỉ chú? Cái chín. Chín là chín. Chuối tiêu. Cái này là thằng An nó đi làm ngoài kia xong nó về nó thấy nó cổ chú ấy. Con cái bay đi tí lát con cái cái chuối này không nó là không phải ở đây đấy ở đây nhưng mà người ta ở đây không ăn không đâu bắt tay không là về đây đâu mà đi kiếm đâu kiếm cây nhưng loại này em ăn cơm nhá em ăn đấy nó thế đấy bình thường nếu mà không đang trong con nhỏ đấy em có uống được rượu không ôi về trước đây đi đá bóng lắm đi cháu nhìn này. Em đã đi học 12 năm này. Đã đi học hết 12 uống này xong rồi hết đấy làm gì không uống. Đây là giấy giấy khen à? Giấy khen, bóng đá, nó không được. Con này bóng đá. Bóng mấy khi tình cờ bạn cờ gặp nhau cô nó chạy cái giá con này chạy cái giá luôn nhá. Với cháu mình đi nhá. Mới vậy cháu bạn đi. Ông Dương. Đây cái cháu đây đấy. Thôi bây giờ là thế cho cháu con đi này rồi. Thế cô xin mời cháu nha, tình cờ bàn cờ gặp nhau là trước lại sau khi em là biết mấy khi cháu lên vùng cao chắc cháu cũng lên chiều bò mái. Nhưng mà hôm nay cháu sắp chiến hôm nay là ngày đầu tiên chứ. Cháu vào hôm nay là ngày đầu tiên chứ. Mỗi một vòng này là đầu tiên luôn. Cháu vào lên đến Lung Quân cháu quay về. Hôm nay cô xin kéo mời cháu một ly rượu với cô nhé. Dạ vâng cháu xin. Mai mốt là công tác cháu đi lên đi xuống là biết cửa biết nhà cô chú rồi thấy chú ở nhà cứ về nhà chơi uống nước và thấy cô ở nhà là cứ về nhà chơi uống nước thì cô xin phép mời cháu một đi nhá. Cháu có cảm ơn các cô các cháu đã cháu sang năm mới một giá đấy cháu làm việc công tác đấy đúng không nhỉ một giá may mắn nhiều hơn nhé. Cháu cảm ơn cô chú vì hôm nay thì cũng cháu người lạ mà vào cũng cô chú cũng mời ăn cơm cháu cũng kệ nó rồi bán nó cho ngủ chỉ biết là cảm ơn rồi không biết nói thế nào nữa và cháu xin kính chúc đại gia đình mình sức khỏe đi làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn và các bạn cháu mời nhé. Thế còn sao thì mang nó cắm là hò mà cắm được cái nhúng này hò chứ ăn cái gì đấy mà thế là thế nào cháu rồi cháu cảm ơn cô ạ. Cháu lấy cái này cho cháu à cháu xin chắc chắn lấy cái này đấy chưa thế là cái cánh cái đầu này chắc chắn cháu là có cái thủ pháp của cháu nhiều đấy không ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi nhà mình ngay đó cháu nhiều đấy chắc là nhiều nhà mình thôi họ cóp cho nhà mọi người cắt em miếng nữa, cho người này hút xem thạo tựa lên phết lên cắt em mang miếng, cảm ơn đâu, cắt em mang miếng đi nữa, cảm ơn đấy, cắt em ăn, cháu mời cả nhà, rồi mời đi, cháu ơi, cháu, mấy khi để cô xin cho cháu một cái cho anh một miếng này, cứ gắp đi nhỉ anh nhỉ, cứ gắp vào đây bác mỏi, đây cháu với mấy người mà mông thịt kiểu này không cháu, có nhiều thì mà cô mỏi nhá, cảm ơn, chưa ăn gắp đầy bát này, cô à cô ngò đâu, cô dùng rượu trắng à cô, hay cô dùng rượu nào để cháu cho, rượu này cũng được. Quay xong cái nha, lúc khởi nha, điều nhạt mà, anh nha. Nhạt, nhạt, uống lâu nó uống say lắm. Say tình, say nghĩa. Nó có miếng vào mà trong có cái chi cho nó có cái miếng này trong tay ạ. Có cái vị nó ngọt, cái hồ nó ngọt. Như cháu nói là cái hồ nó ngọt. Người ta xăm cái chuối này là nhiều lắm đấy. Muối một buồng là 350 đến 400 một buồng đấy. Chứ không phải đơn giản đâu, có hạt đấy, đầy hạt trong đấy chứ. Hay là cái này là chuối hột? Không, là... chuối hột khác. Khác ạ? Chuối hột nó ở trong rừng. Còn cái loại chuối hột trong rừng nó lại khác với chuối ấy. Chuối này là mình trồng ở trên nhà. Ồ. Cái ớt này cá đắt kinh. Không phải đắt kinh đâu. Cái quả này chăm cũng ăn được. Ăn được chứ. Nhưng mà nhiều hạt. Nhiều hạt. Cái múi của nó là... là cái hạt của nó là nhiều hơn cái muối, cái muối của nó là ít hơn, cái chảy rau ấy, cái hạt của nó là đầy ấy, đầy trong cái đây là chúng là ngâm tươi luôn, nó không phải chặt ra, nó chín chặt ra phơi, nó chín được, hạt nó to bằng hạt ngô ấy, mỗi một hạt chỉ có một cây,
Thằng con bằng một cây rồi đấy, nó không bao giờ đẻ nữa. Thằng con nó đi làm ở kia nó thấy, ôi bố nó về, một con cây đi tìm chuối rồi. Có nghĩa ở đây này là chuối một cây đấy. Nó bán phải ăn hết bán người ta. Cháu Huyền nói, ôi dồi ôi, chuối này anh con rượu thì biết rồi. Cháu Huyền nói, có một loại chuối rất là bé. Cái này đều cái gì, chuối gà. Mỗi cái gì, nó lắt chát mỗi hai ba cái miếng tê thì nó thơm bé lắm. Quả nó chỉ bằng nó, thùi một mái. Cái này là quế ăn là nhỏ lắm, nhưng mà nó mới ít nảy lắm. Cháu Huyền ăn là 3-4 nảy, mà chuối đăng ký. Đó là cái chuối rừng, chuối rừng. Không phải chuối rừng thôi, nó khác. Nó không phải chuối rừng đâu. Chuối đấy thì thường chỗ ở nhà hay nếu mà có tầm nhà không ạ, thì hay nấu cái cây chuối là nấu cái cây đấy. À, đây là cây chuối đấy sẽ ngon và ngọt nhất. Còn chỉ cứ để cho cái chuối tây rồi tiêu thì biết hết rồi thì không nói, còn là cái chuối này hôm nay lần đầu tiên là nghe các chú nói mới biết. Không bao giờ để à? Mỗi một cây một cây. Thằng An cũng vậy à? Các cháu cũng gặp thằng An à? Nó xuống trường thì nó đã làm cái nhà hàng này, Tây Hồ Hà Nội. Thôi ông cũng chúc cháu chén rượu này để cháu làm cái công việc san sẻ. Cái thứ nhất, cái thứ hai để đưa lên những phong tục tập quán của người mừng trọng của chúng tôi để cho người chú ấy nó biết. Sư Tổng ăn như thế nào, sống như thế nào. Vâng, đi là cái gì là cảm ơn cho cháu nhá. Vâng, cháu mời ông nhá. Vâng, chú ông là chú ông nào có sức khỏe không nhá. Vâng, cảm ơn nhá. Nói chung là cháu không biết là dùng từ như nào, nhưng mà đang là cái ai có công việc mà ông, thế là ông cũng theo bên ngạch của ông thì cũng lúc nào cũng phát triển. Và nhất là chuyện này, nhưng mà cái mà các cháu lên rồi, cái những cái tục lễ rồi các thứ là lúc nào mình cũng phải mình duy trì, đúng không ạ? Ví dụ như thế hệ như bọn cháu với em đây, nếu mà không được truyền lại, không được tiếp xúc lại, nhiều khi là bỏ nhiều cái chỉ là từ chỗ đấy. Vâng, cho nên từ cái cháu lên nhà này nó còn nhỏ, cái người công nhân tàu nhiều nuôi những gà thì không lo, không ai chỗ ăn chỗ ngủ thì gặp đâu là ăn đấy. Cái người mừng trọng đến hay thương người lắm. Vâng, cháu đi thì cháu nói đúng là đi núi đâu thì đoạn bằng nó thoải mái, không phải lo cái ăn cái uống gặp đâu để người mừng trọng thì của chúng tôi thì thoải mái, vâng, thoải mái đấy, chứ không phải là như chỗ khác. Cảm ơn ạ. Cái người mừng trọng thì nhà sàn như này á thì cháu đến á thì đêm tối đến ngủ á nó không phải là ngủ giường như người xuôi. Người xuôi nó có giường mỗi một người một giường thì nó không có giường, chắc chắn thì nó không có chỗ ngủ thật. Mỗi người một phòng. Phòng một giường. Đấy. Giống như mà đây nó làm một gian thế này, cứ trải chiếu từ ngoài lên đây đi là cứ căng màn lên. Căng màn lên là. Đấy, cho nên cái cháu lúc nãy hỏi là cái dây đấy dây gì? Dây đấy dây căng màn đấy. Bởi muối nó cắn đấy, đấy dây đấy. Có một con ốc đá nữa. Treo lên đấy để quay người mường, lúc nào cũng phải có một con ốc đá để mà treo lên để mà căng màn. Cho nên là tính chỗ được thế. Nếu mà tính thế thì cháu tính thử xem nào. 1, 2, 3, 4. Nếu mà có khách thiếu thì lại tiếp tục là làm dây tiếp. Ờ đấy, nếu mà khách đến thì là phải về chiều. Đấy, nó là như thế. Hôm nay sáng 6 này thì là. Cho nên là ai đến cũng có chỗ ngủ. Bây giờ chỗ là không có phòng, không có rửa. Cho nên là ngủ làm cái nhà sàn thế này thì đưa một trong ra ngoài coi như là ai ngủ nào. Thế là đưa vào. Cảm nhận của anh ăn chưa lá như nào? Ờ, nó có vị. Máu người đấy. Lá này á? Đúng, máu người. Có mấy ăn thế đánh ban ngoài là người ta làm món này là món người đó. Ừ. Cái cây của nó, cái thân của nó mình hay đun nước là cốt. Không, cái đấy là không. À, tưởng toàn cây máu người đấy. Còn cái cây máu người đấy là khác, còn cái này là lá máu người. À, nó lại khác à? Ừ. Tưởng nó phải mọc trên cái cây để chứ. Cây này nhá, nếu mà đi ấy. Nó có quả. Trượt này, châm này. Hay là đá bóng này, bị sưng này. Lấy cái lá này. Lấy đây này, hơ vào cái lửa đấy, đắp vào. Quay lại chỗ sưng là bị hết luôn. Chứ không phải là đơn giản đâu, lá này. Nó có bị thuốc ấy, cháu ạ. Vẫn làm thuốc được mày. Quả của nó vẫn ăn được này. Quả của nó vẫn ăn được. Còn cái này là
công dụng của nó vẫn làm được thuốc. Thế là sương tốt các thức ăn ăn các bạn qua đây ăn bình sương hay gì ăn nhá, hay là bốc cái gì ấy, nhưng mà sương hay là đá bóng bị sương cái quả này ha. Là 99 nha, là mình lấy mình giá nha, bán ra luôn cháu nha, cho vào bát mình giá nha, mình nấu canh hớp nó như là cái úi rồi nọc bịa. Tức là nó nhiều tác dụng. Nấu mình lấy cho cái bát mình giá nó ra, mình nấu canh kiểu từ đi uống rượu xong hôm nào nó say say ấy, sáng ra ấy làm ít nước đang đắng canh đắng đắng mà hớp ấy sướng lắm. Ở đây lá này đấy, giống như là khó uống chứ. Lá này thích lắm. Nấu canh mùng ấy. Nấu canh vô mùng tơi với canh mùng ấy. Nói khoai môn ở đấy, người xuôi nó gọi là khoai môn đấy. Khoai môn như trên em gọi là mùng. Mùng. Cháu xin phép mười bát nhá. Ừ. Thằng nào uống người cũng cháu vài làm vài ly. Đúng rồi. Mấy khi kể cả ngủ lại cũng được. Bác người cháu xin phép được mười bát một chén. Hôm nay để hết. Dạ. Thoải mái đi. Không có gì. Chúc khỏe bác nhé. Vâng. Bác năm nay là bao nhiêu rồi bác? 60 rồi. À 60 rồi. Vâng. Hôm đấy là thế không? Em xuống anh nhé, hôm đấy. Thời gian này thì bác đi làm công việc gì? Sau bảo vợ bảo thế là bảo không uống là không uống. Riêng này nhá, nhiều uống như này rót ra là vừa là thôi, không bao giờ ép cái sao thì lại nó nặng hơn. Uống là uống, uống thế không cứ rót ra. Nhà bác ơi trồng quýt rồi. Bác ơi là không lắm chén rồi. Bỏ luôn đấy, không uống không được thay rồi. Mình đi xem máy nữa. Chắc là thu hoạch nhiều rồi bác nhỉ? Chưa được nhiều đâu, chưa được nhiều mấy. Cái đấy là bán ra một vụ là được khoảng bao nhiêu tiền hả bác? Cái gì? Quýt ạ? 100 dưới mới sắp, năm nay là vào năm thứ 5 mới sắp lên quả thôi. 150 cây trồng. Nhưng mà đến năm thứ 5 này mới chuẩn bị lên quả. Mới được thu hoạch. Chưa thu. Nó phải 5 năm. Phải 5 năm, 6 năm trở lên. Cái đấy là phải từ rồng từ bé, không chết được đúng không? Rồng người ta lấy cái giống. Ngay cho bò nó bán đấy này. Đấy. Mỗi một cây 12.000 thế này. Cây to là 15, 16.000. Chống mày bán nhé. Vâng. Muốn này đừng ăn. Muông rồi mẹ. Hả? Dạ. Quẩy là mua được nằm tay. Chị gái của cô ạ. Chị gái chị ruột đấy. Năm chị em là ở ngoài bán. Giống nhau không? Cháu nhìn hai ai giống nhau. Cháu thấy không giống lắm. Bây giờ nó mừng năm mới, bên kia nó mừng lại, bây giờ bên của em là nó lại mừng. Có đi có lại. Có đi có lại. Nông thôn là có đi có lại. Đây là mừng cái này thế. Bên vợ mừng bên chồng là bên chồng là phải mừng lại bên vợ, có đi có lại năm mới. Ăn ra ăn lên. Vâng. Làm ít thì được nhiều. Nhưng mà cháu thấy là các bác gái, các cô đều biết uống rượu à? Có chứ. Đây biết uống hết đấy. Nhưng mà không say như đàn ông thôi, đàn ông thì uống thì thôi nó ngủ đâu cũng được, nhưng mà đàn bà nó uống cũng bừa tầm nó thôi thôi. Bừa tầm là phải về đến nhà. Vâng. Nói chung phải thế chứ ai như chú cháu mình nhỉ. Chú cháu mình thì uống xong này nhiều khi là còn quên hết việc rồi đấy. Đấy. Thôi thế này. Thôi nói đúng là nó bui. Bui thì nó mới uống được. Vâng. Nếu mà không bui là rất trời hôm anh nhé. Cô nói thế này, biết mấy khi cháu có gì thì cháu mới về đến đây. Dạ vâng. Thì cô cũng các em có năm mới thì các em làm mát thì chị về chơi với các em xong lại gặp. Thằng Đức ơi, cô xin vâng. Cháu mời cháu. Cháu xin phép là một tay nhà vì một tay cháu cầm máy quay. Chúc cháu là năm mới an khang thịnh vượng, bạn sự như ý, mọi việc đều tốt đẹp. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Vâng. Cháu chúc cô là với gia đình sang năm mới lúc nào cũng may mắn. Làm ăn sẽ gấp nhiều lần năm cũ. Đấy. Và đặc biệt lúc nào cũng sức khỏe tràn trề. Vâng, cháu mời cô nhé. Vâng. Vâng, cháu xin phép được bắt tay ạ. Vâng, cháu cảm ơn nhé. Dạ, ok đó. Nhắc này ăn quá đấy, chà muốn là học đi học. Uống ăn cái. Uống nhiều ấy. Nhiều cái gì? Thế là con trai của cô à? Đúng rồi, con trai đây.
Tất cả. Cô thì xin được hai cháu. Dạ, một thằng. Trời để cho thì một trai một gái, con gái thì lấy chồng tận Gia Lai. Ôi giời ơi, sao? Như là trong bà ngoại đây. À, lấy trong chỗ bà ngoại. Có giới thiệu cho không đấy? Mà lại không cho không được đâu, cô phải thấy cưới thằng Bắc hơn ở làng. Nhưng mà họ chấp nhận lấy thì cô cho người không. Bên ngoài em hết. Còn đây là con trai. Kể cả một khi thi nhau ở châu Úc, châu Mỹ nó cũng phải đến mà. Không, vì chắc là cũng phải do một cái tác động ngoại cảnh nào đấy mới có thể xa mới biết được nhau như thế. Tự dưng mà không đi làm ăn hoặc là không đi đại loại là đi học hành các thứ là gặp nhau xa. Vào thăm ông bà. Thì hai gặp nhau. Ông bà ngoại của cháu là đi định canh định cư ở trong kia. Ở vùng kinh tế mới. Ừ. Sau học hết 12 là đi chơi ông bà ngoại. Thế là bố với mẹ bảo là ra để đi học. Con muốn kiếm cái nghề gì không, nhưng mà bảo là thôi cái nghề thì lúc đi học thì bố mẹ nuôi được, nhưng mà ra thì chắc là không biết vào đâu nữa. Có biết lo không, thôi muốn đi lấy chồng mà. Thôi yêu rồi thế làm nào? Yêu rồi làm thế nào? Lúc lúc đấy mình ngăn cản cũng được mà. Đấy là con trẻ, thế đi lấy chồng trong kia, còn đứa này nó ở nhà. Hôm nay nghe chú bảo là bố mẹ vợ của chú thì làm ăn ở trong đấy. Đấy. Ngon trong đấy. Thế bà giờ chơi ông bà ngoại thấy hợp thì lấy chồng trong. Ông bà ngoại với các bác các cậu trong kia hết mày mà. Đấy. Bao nhiêu là năm anh chị em? Năm anh em nói còn hai em nữa. Ba người kia. Chú bảo là có một chị vợ là lấy chồng gần đây, đó là cô đấy ạ. Đấy. Con trai hai đứa con trai thì đi nghĩa vụ quân sự về mới tới bờ. Thế mà thế gia đình cũng chả có cái gì, chỉ có làm việc vặt vặt ở đây thôi, thế là loanh quanh ở gần mẹ để mà nuôi mẹ nuôi bố. Nói chung là làm đâu cũng được, có thu nhập. Nó cũng chẳng nhiều chẳng thôi, nhưng mà có khi là em xin phép trước thì tí em phải đi làm, đang rửa việc anh rồi nói chuyện với cả các ông các bác các bà nhé. Chiều nay vẫn đi làm. Vâng. Em ở nhà vừa mới dục xong rồi. Dạ. Ok. Cái việc nó nhưng mà về dùng rồi nhá. Em ăn rồi anh. Nãy vào em là em chiến đấu luôn đấy. Ông ơi. Ra mới đầu rồi. Còn ông anh Ngọc Kiều với chú ấy. Nó làm ít việc, còn ít việc ở xã. Làm cái gì cũng thôi. Bên đây lên bán rồi, dân là ở đây chưa mình về rồi. Nhà mà trong cái trường với sân xiếc nó ngồi hít cái công việc gia đình nữa. Phải ra đâu hôm nay ngày chụp đấy. Đấy. Bố đi chụp con về chứ. Ra rồi thì thay ca nhau. À thay ca nhau. Dạ, em cảm ơn anh Vinh nhé. Đầu tiên này anh em sẽ gặp nhau nữa. Okay. Anh có Facebook ở đấy rồi đấy. Thì okay. Tiền anh em trao đổi hết nhé. Dạ. Rồi cháu có khi nào thì... Cảm ơn bác được. Sang nhà có chơi. Cháu cái địa chỉ là hôm tây của chú chị đấy. Mà bây giờ... Bây giờ đang tạm dừng. Em đang tu sửa, em ngừng hoạt động năm nay rồi. Đang cân đối lại. Lúc nào hoạt động thì... Nhảy nhá. Ok anh, nhân viên quan quan nhá. Chỉ có tạm dừng thôi, nếu mà cháu là từ nhà tạm dừng có những khách thôi, cho người quen rồi mà. Lúc nào cô hoạt động thì cháu lên tham quan. Cô nó có thể ra sàn như thế này nữa mà. Cháu ở đây Lân Sơn mà. Dạ vâng. Như là các cháu với lại cô về dùng đi chứ. Sau khi dùng cơm ở nhà cô chú xong thì hiện tại mình xin phép cô chú ra về. Thì sáng nay thì mình gửi xe ở đây này. Ở đấy. Thì bây giờ mình sẽ vào để lấy xe và ra về thôi. Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi! Cô ơi! Chắc là cô chú giờ này đi làm rồi. Thì mình sẽ lấy xe mình về thôi.